Giữa tâm bão, Cristiano Ronaldo bị kiện vì hành vi lùa gà, dụ dỗ người hâm mộ của mình đầu tư tiền ảo, gây thất thoát cả tỷ đô la. Thì Messi ngược lại đang gây ra cơn sốt vé kinh hoàng tại Mỹ, qua đó mang về lợi nhuận kinh tế khổng lồ cho Inter Miami. Chỉ vài tuần sau khi giải nhà nghề Mỹ MLS 2023 khép lại, ban lãnh đạo câu lạc bộ Inter Miami mới đây đã đưa ra thông báo bán sạch vé xem cả mùa của đội ở MLS 2024. Xin nhắc lại với các bạn, Inter Miami đã bán sạch không còn sót một tấm vé nào dù mùa giải chưa hề khởi tranh, hay nói đúng hơn là còn rất lâu nữa. Tuy nhiên, theo tờ Atlantic, chỉ với hiệu ứng Messi, sức mua vé xem Inter Miami lập tức tăng vọt và thực hiện cuộc cách mạng bán vé chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá Mỹ. Và lúc này đây, không ngoa khi nói rằng Messi chính là gà đẻ trứng vàng vô hạn của Inter Miami. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của bài phân tích, xin quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe và bấm vào nút chuông thông báo để theo dõi kênh nhé. Ngày 1 tháng 12, cũng tức là ngày hôm nay, câu lạc bộ Inter Miami chính thức thông báo tất cả vé dành cho mùa giải 2024 đã bán hết trong một ngày. Chỉ còn những vé lẻ từng trận cho cổ động viên đăng ký mua với thời hạn trước lễ Giáng sinh. Đây là cơn sốt do chính Messi đem lại. Dù lịch thi đấu mùa giải MLS 2024 vẫn chưa công bố, nhưng cổ động viên Inter Miami từ sớm đã mua hết vé khi có cơ hội. Cơn sốt vé ở nửa mùa giải 2023 kể từ khi danh thủ người Argentina đến Mỹ đã phản ánh tất cả lý do hiện nay. Tờ Marca của Tây Ban Nha cho biết, những chuyển động sớm và đầy hứa hẹn của Inter Miami trước mùa giải 2024 cho thấy đội bóng do cựu danh thủ David Beckham làm chủ tịch đã có những bước tiến đáng kinh ngạc. Họ hy vọng mùa giải thứ hai của Messi ở Mỹ sẽ tạo ra bước đột phá lớn hơn về mọi mặt, từ doanh thu, thành tích thi đấu trên sân cỏ. Trong đó, mục tiêu lớn nhất của Inter Miami và Messi là phải góp mặt trong vòng playoff tranh ngôi vô địch MLS Cup, tờ Marca chia sẻ. Theo tờ Diario AS cũng của Tây Ban Nha, sức hút của câu lạc bộ Inter Miami trước mùa giải 2024 rất lớn. Bên cạnh Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets, còn có khả năng tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez từ câu lạc bộ Gremio sắp gia nhập. Do đó, cổ động viên đội bóng này tin chắc đội nhà sẽ có một giải đầy hứa hẹn và cơn sốt vé sẽ còn lớn hơn nữa. Trước khi Lionel Messi sang Mỹ chơi bóng, vé xem mỗi trận đấu của Inter Miami chỉ khoảng 29 đô, tương đương 23 bảng. Vậy mà ở trận cựu tiền đạo Barca ra mắt Inter Miami gặp Cruz Azul ở League Cup, mức giá thấp nhất mà các cổ động viên có thể mua đã tăng vọt lên thành 1.294 đô, tương đương 1.025 bảng. Đáng chú ý, hồi tháng 9 năm nay, Inter Miami từng tiết lộ mức giá mua vé cả mùa năm tới của đội bóng tối thiểu là ở mức 884 đô la Mỹ, tương đương 700 bảng. Con số này cao gần gấp đôi so với chi phí tới sân xem cả mùa của Inter Miami cho năm 2023, chỉ 485 đô la Mỹ, tương đương 383 bảng. Động thái nâng giá bán vé của Inter Miami vấp phải sự phản đối của rất đông người hâm mộ. Mặc dù vậy, thực tế lại đang chứng minh tuy có người phàn nàn về giá vé, song điều đó lại không đồng nghĩa với việc hoạt động kinh doanh của Inter Miami gặp khó khăn. Ngược lại, sức hút cực lớn mà Messi mang lại vẫn đủ giúp Inter Miami sớm đẩy hết lượng vé xem cả mùa của đội bóng trong năm 2024. Với tình hình cung không đủ cầu như hiện nay, khán giả ở Mỹ muốn trực tiếp tới sân xem nhà vô địch World Cup 2022 chơi bóng vào năm sau hứa hẹn sẽ còn phải thọc tay vào túi sâu hơn nữa. Hiện Inter Miami là đội bóng đầu tiên ở giải MLS đã sớm bán hết vé khi mùa giải 2024 mới bắt đầu chuẩn bị. Inter Miami cũng lên kế hoạch thi đấu giao hữu trước mùa giải với trận gặp câu lạc bộ River Plate của giải vô địch quốc gia Argentina vào ngày 20 tháng 1 năm 2024 trên sân ATT tại Arlington, Texas thay cho câu lạc bộ Flamengo của Brazil rút lui. Trước đó, cơn sốt vé đã xuất hiện từ trận đấu cuối cùng của Inter Miami trong năm 2023. Rất nhanh chóng, 21.000 vé trên sân DVR PNK đã được bán hết kể từ lúc mở bán vé trận vinh danh Messi đạt quả bóng vàng lần thứ 8 có tên No Se Dior, đồng thời kết thúc mùa giải năm nay. Trận đấu diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 11 tháng 11 theo giờ Việt Nam, trước đó khoảng 2 giờ là lễ vinh danh Messi. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải MLS Mỹ có một cầu thủ đạt được danh hiệu quả bóng vàng Ballon d'Or. Do đó, trận đấu đã tạo sức hút rất lớn với các cổ động viên Mỹ muốn đến sân chiêm ngưỡng danh hiệu kỳ vĩ của em Bulga. Trận đấu vinh danh Messi chỉ mang tính chất giao hữu nhưng thu hút lượng cổ động viên đến xem đông không kém gì các trận tranh ngôi vô địch MLS Cup đang diễn ra. Thậm chí cơn sốt vé đang trở lại như khi Inter Miami còn thi đấu các trận tranh suất vào vòng playoff giải MLS. Trang MLS Moves chuyên đưa tin về bóng đá Mỹ cho biết, cần biết rằng trận đấu giữa Inter Miami và New York City FC chỉ mới được xúc tiến từ ngày 3 tháng 11 sau khi cựu danh thủ David Beckham và các đồng sở hữu đội bóng quyết định hủy chuyến du đấu ở Trung Quốc vì các vấn đề quan liêu và thương mại. Nhưng chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đến khi trận đấu diễn ra, tất cả các chỗ ngồi trên sân vận động DRV PNK đều chật kín người xem. Không chỉ dừng lại ở cơn sốt vé, Lionel Messi còn tạo ra một cơn sốt chưa từng có về mặt áo đấu sau khi gia nhập Inter Miami hồi tháng 7.
Theo tiết lộ, đơn vị sản xuất nhận về tổng cộng hơn 500.000 yêu cầu đặt hàng áo đấu của Messi chỉ ít ngày sau vụ chuyển nhượng. Tờ New York Times khẳng định Messi là cầu thủ bán được nhiều áo đấu nhất lịch sử trong 24 giờ chuyển nhượng đầu tiên. Sức hút quá lớn đến từ Messi khiến David Beckham, đồng sở hữu của Inter Miami, cũng rơi vào cảnh khốn đốn. Theo tờ Mirror, Beckham dự định tặng áo đấu của Messi cho người thân cũng như các đối tác. Tuy nhiên, do tình trạng khan hiếm hàng, cựu danh thủ người Anh cũng buộc phải chờ đến lượt để mua. Dù sao, Beckham cùng đội ngũ của mình có thể hài lòng với hiệu ứng do Messi mang lại. Siêu sao 36 tuổi trở thành đầu tàu giúp Inter Miami giành được chiếc vô địch League Cup lịch sử. Tiếp đó, đội bóng cũng lọt tới chung kết của US Open Cup. Bên cạnh đó là những giá trị thương mại đáng kể như đã liệt kê. Messi giúp các sân vận động chật kín khán giả, và Inter Miami cũng sở hữu thêm một lượng đáng kể người hâm mộ sẵn sàng dốc hầu bao để chiêm ngưỡng Messi, không chỉ ở các hoạt động trên sân mà cả bên ngoài sân. Mới đây, Inter Miami tung ra dịch vụ trải nghiệm Messi, giấc mơ thành sự thật, hợp tác cùng với Primo Entertainment và Moment Factory. Trải nghiệm kéo dài khoảng 75 phút sẽ diễn ra trong một không gian tương tác rộng 2.300m2 với 9 tác phẩm sắp đặt theo chủ đề. Từ những năm đầu Leo ở Rosario cho đến trước vô địch World Cup 2022 cùng Argentina, người dùng sẽ được trải nghiệm và hòa nhập vào cuộc sống của Messi. Trải nghiệm Messi sẽ bắt đầu từ tháng 4 năm sau, dành cho những fan Inter Miami mua vé xem cả mùa. Sau đó một loạt các thành phố ở Mỹ, châu Âu, Nam Mỹ rồi tới châu Á sẽ được thưởng thức. Tổng cộng có tới 150 thành phố sẽ được trải nghiệm cảm giác này. Andres Naftali và David Rosenfeld, đồng sáng lập của Primo Entertainment cho biết, phản ứng của người hâm mộ rất tích cực và chúng tôi rất vui mừng được mang trải nghiệm Messi đến 150 thành phố trên khắp thế giới. Đây không chỉ là một sự kiện, nó là một tour diễn vòng quanh thế giới, cho phép người hâm mộ Messi toàn cầu đắm mình vào cuộc đời và sự nghiệp phi thường của biểu tượng bóng đá này. Châu Âu, nơi Messi dành phần lớn thời gian sự nghiệp của mình, sẽ chứng kiến trải nghiệm tuyệt vời, kéo dài những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh với Barca, cho đến những chiến công trên sân cỏ Champions League. Người hâm mộ châu Âu sẽ có cơ hội được sống lại những khoảnh khắc tiêu biểu đánh dấu sự nghiệp của Messi tại châu lục này, nơi anh đã để lại dấu ấn vĩnh viễn. Nam Mỹ, vùng đất chứng kiến Messi trưởng thành và giành chiến thắng cùng đội tuyển Argentina, cũng sẽ là tâm điểm của trải nghiệm này. Từ những ngày đầu ở Rosario cho đến trước vô địch World Cup 2022 và việc anh đến Inter Miami, người hâm mộ Nam Mỹ sẽ có thể đắm mình trong câu chuyện đầy cảm hứng của Messi và cảm nhận được mối liên hệ độc đáo mà anh có với khu vực này trên thế giới. Thế mới thấy sức hút của Messi khủng khiếp đến như thế nào. Ở tuổi 36, thời gian để thế giới nhìn ngắm Messi không còn nhiều. Vì thế, anh mang trên mình một sứ bệnh thiêng liêng khác ngoài chuyên môn bóng đá, không chỉ góp phần nâng tầm nền bóng đá Mỹ, biến bộ môn này trở thành số 1 trong lòng công chúng. Messi còn mang trọng trách thúc đẩy kinh tế, tạo ra sự thu hút cực đại về truyền thông, sự quan tâm của thế giới đối với nước Mỹ. Đổi lại, người Mỹ cũng đã và đang trao cho Messi những đặc quyền hiếm ai có được. Nhưng dù với bất cứ giá nào, người Mỹ cũng quá hời với con gà đẻ trứng vàng mang tên Lionel Messi.